Xin chào các bạn. Hôm nay mình đang ở một trung tâm thương mại tên là Hùng Vương Lazada. Ông Hùng Vương Lazada thì ở chỗ này là chỗ mới khai trương gần nhà của mình, nên hôm nay mình sẽ coi giao thừa nó có khác gì Bắc Kinh hồi xưa không nha mọi người. Bây giờ mình sẽ vô đi coi. Chào mừng các bạn đến với kênh Ruko Trải Nghiệm. Và hôm nay gia đình Ruko sẽ trải nghiệm một vòng tham quan Hùng Vương Plaza. Tại địa điểm này trước đây là Bắc Sinh Hùng Vương. Bây giờ mời cả nhà theo chân gia đình Ruko nha. Đó, trời sấm chớp rồi. Hùng Vương Plaza này đã khai trương ngày đầu tiên vào ngày 29 tháng 9 năm 2023, giống như là khai trương lấy ngày vậy đó. Còn ngày chính thức tổng khai trương sẽ là ngày 12 tháng 10 năm 2023. Được sửa lại rất là rộng rãi, khang trang. Có con heo đằng kia dễ thương quá kìa. Ở ngay sảnh trung tâm có một bạn heo rất là dễ thương, thu hút được sự chú ý của các bạn nhỏ và ngay cả bà ngoại của Ruko. Ở đây được thiết kế lại rất nhiều đèn cho nên là khá là sáng, sáng rực rỡ luôn vậy đó. Khảo sát qua một số tầng trệt thì thấy MLP rồi, nói chung là nhiều nhãn hiệu lắm, mà không dám đọc vì đọc sai thì bắt không mọi người cười. The Body Shop nè, có Shiseido nữa. Bên đó có khu tô tượng của thiếu nhi nữa. Đó. Rất nhiều các nhãn hàng mỹ phẩm, đa phần là nhãn hàng mỹ phẩm ở tại tầng trệt này. Ở tầng 2 này có vẻ là các quầy chuyên về quần áo, trang sức. Bắt gặp cảnh ông bà ngoại đi sắm vàng. Hết hồn chưa? Rất nhiều những store bán quần áo ở đây. Hai ba con Ruko nhìn như hai anh em không? Quần áo đôi, dép đôi. Hai ba con quay lại nè. Hôm nay là cuối tuần nhưng mà lượng khách đến đây tham quan thì cũng tương đối thôi chứ không có đông nghẹt. Shopping không phải là sở thích của gia đình Ruko. Cho nên gia đình Ruko đã đi lên tới tầng 3 rồi nè. Rồi đó có lẩu tteokbokki, có ăn phước. À, phía trong có làng xì trung nữa. Vẫn là những cái store bán quần áo. À, có một quầy bán Oppo. Bây giờ cả nhà đang đi vào khu làng xì trung để cho Ruko có thể tham quan khu trò chơi bên đây. Ở đây có rất nhiều mô hình nè, nhưng mà Ruko không có thích cái này. Và Ruko bị chảy máu tay xong bây giờ là cái mặt như cái mền vậy đó. Khu trò chơi ở đây cũng nhỏ, không có rộng cho lắm. À, bên đây có một khu chơi trò mà giống như là khám phá các hóa thành khủng long, rất đông thiếu nhi ở đây chơi nè. Đây có bảng giá khảo cổ các loại, lọ ước nguyện, thêm một điểm vui chơi giải trí cho trẻ nhỏ vào những ngày cuối tuần. Rồi cô quay lại coi. Ruko không biết đi đâu trúng rồi, giờ chảy máu ở đâu cho mắt coi coi. Đó. Giờ đi mua băng cho cá nhân đi, quấn lại. Mỗi lần đi vào những cửa hàng đồng giá thì mê nhất là cái khu thú bông.
đây. Bạn này đã bị cảnh báo là không được mua. Chứ mon men nãy giờ rồi đó. Miniso có vẻ nổi bật hơn với hình tượng và những mẫu hình ba chú gấu. Đây có một chú gấu nữa nè, bị chảy máu tay đâu đó, cho nên bây giờ phải mua đồ bịt mắt để hết đau. Thật đáng sợ. À, giờ dắt bà ngoại vô tham quan thử để biết khảo cổ là như thế nào. Đây nè bà ngoại. Là khi bà ngoại mua sẽ được một cái cục giống vậy nè. Xong rồi sau đó nó cứ gõ vậy ra thì sẽ được một cái hóa thạch gì đó, như hóa thạch của khủng long á. Lẩu tteokbokki buffet có vẻ thức thủ. Mọi người thấy không? Đang xếp hàng quá chừng luôn. Món này thì ông bà ngoại với lại ba đô cô không thích, cho nên thôi đi tiếp. Các store bán quần áo mỹ phẩm trang sức của ngoại thì có vẻ khá là vắng, nhưng mà quầy ở trên đây thì chật kín người luôn. Ở đây có Kichi nè, hai di lao thì thôi khỏi bàn rồi ha. Bây giờ sẽ đi Gogi ở phía sau, rồi có Sushi. Baroko thấy là Baroko nản rồi đó. Chờ đợi hơn 40 phút thì Roco đã được vào năm chỗ em. Đã được vào ăn món mà Roco thích, lẩu văn truyền. Lâu lắm rồi Roco không được đi ăn lẩu văn truyền. Cho nên hôm nay nhất quyết phải ăn cho bằng được lẩu văn truyền. Đông lắm cả nhà ơi. Tới quầy reception sau đó để tên một số điện thoại lại, rồi mọi người sẽ gọi khi nào mà trống bàn. Đợi nãy giờ hơn 40 phút rồi đó. Giá vé cho buổi tối hôm nay là 319.000 một người, trẻ em trên 1m3 cũng tính vé như người lớn luôn. Giá trên thì chưa bao gồm thuế VAT nha. Hôm nay chào mừng ngày khai trương thì tại Kichi có diễn ra chương trình là hai người sẽ được giảm 100.000 trên bill. Và khi mà đăng công khai và check in tại địa chỉ Kichi Hùng Vương Plaza quận 5 thì chúng ta sẽ được mua cái combo nước với giá là 30.000 một người, refill thoải mái, bình thường sẽ là 45.000 một ly nha. Đây, refill thoải mái. Gương mặt sung sướng. Roco biết ăn rong biển nè, trong khi ba Dũng không biết ăn. Hôm nay khách đông cho nên hết tôm rồi, chỉ còn thịt thôi. Những thực phẩm ở trên quầy live, nếu mà mọi người muốn ăn thêm, ăn nhiều hơn, ở trên quầy live không có thì mọi người có thể nhờ mấy em nhân viên sẽ lấy trong bếp ra cho mọi người nha.
không nhất thiết là phải đợi cho người like đâu. Roco ăn no chưa Roco? Bây giờ 9 giờ tối hơn rồi cho nên là bắt đầu cũng vắng đi rất là nhiều. Sau khi một vòng tham quan Hùng Vương Plaza thì thấy là có lẽ diện tích ở đây nhỏ hơn khá nhiều so với Vạn Hạnh Mall á, cho nên là các quầy hàng cũng không có nhiều và tiếc nhất là không có cái Co-op Extra, cái siêu thị mà má Roco rất là thích đi vòng vòng ở đó. Đi một vòng tham quan Hùng Vương Plaza trước ngày chính khai trương quay cho mọi người xem. Mọi người có thời gian thì hãy đến với quận 5 và thử dạo một vòng để tham quan Hùng Vương Plaza nha. Yeah. Xin chào bà. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.